Thời điểm này, nhà máy gạch Trung Đô Slabstone đang chạy đua với thời gian để đưa vào vận hành dây chuyền sản xuất vật liệu granite tấm lớn cao cấp với quy mô dây chuyền công suất 5 triệu m2 trên một năm theo công nghệ của Ý. Công tác tuyển nhân sự chất lượng cao đang được doanh nghiệp tiếp tục triển khai để vận hành dây chuyền chính thức vào cuối năm nay. Ngoài cái sự nỗ lực cố gắng của đơn vị thì có cái sự hỗ trợ giúp sức rất lớn của chính quyền địa phương, của Ủy ban nhân dân huyện và tất cả các sở ban ngành của trong Ủy ban nhân dân tỉnh đã tạo mọi điều kiện cho doanh nghiệp để doanh nghiệp hoàn thành tốt cái nhiệm vụ. Ví dụ như cung cấp đầy đủ hệ thống điện trong quá trình xây lắp ở đấy thì mọi cái công tác đảm bảo an toàn an ninh cho doanh nghiệp thì rất là tốt. Tại công ty trách nhiệm hữu hạn Bao bì Thiên Phú, nhờ chủ động linh hoạt trong việc tập kết nguyên vật liệu, đa dạng hóa sản phẩm để mở rộng khách hàng mới, nên doanh thu lợi nhuận trong 3 quý đầu năm vẫn tăng trưởng tốt. Trong quý 4, dù đang đối mặt với thách thức về thị trường, nhân công biến động, nhưng đơn vị vẫn tiếp tục bám sát kế hoạch sản xuất kinh doanh, tập trung tăng tốc để hoàn thành kế hoạch đã đề ra. Đa dạng hóa các cái phân khúc sản phẩm để có thể tiếp cận được với nhiều đối tượng khách hàng khác nhau, cải thiện cái điều kiện cũng như môi trường làm việc cho người lao động, duy trì một cái lực lượng lao động ổn định để phục vụ cái sản xuất trong giai đoạn cuối năm. Trong những quý đầu năm, mặc dù chịu nhiều tác động từ sự bất ổn của thị trường, lạm phát, nhưng các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp ở Nghệ An đã chủ động linh hoạt dự trữ nguyên vật liệu, giải quyết tốt bài toán thị trường nên sản lượng, giá trị tăng trưởng khá. Cùng với sản phẩm bia thì sữa, xi măng, tôm lợp các loại và may mặc vẫn tiếp tục là sản phẩm chủ lực dẫn dắt sự tăng trưởng của lĩnh vực sản xuất công nghiệp trong 9 tháng qua. Từ đó góp phần thúc đẩy tăng trưởng sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh với mức tăng trên 13% so với cùng kỳ. Chúng tôi cũng mở ra một cái ngành hàng sản xuất nội địa, tức là chúng tôi mua nguyên liệu, bán sản phẩm, thành lập các cái chuỗi cửa hàng trên các cái thành phố lớn như Hà Nội, Sài Gòn, rồi Nha Trang, Đà Nẵng để bán hàng nội để nhằm tăng cái doanh thu và tạo việc làm cho người lao động. Rà soát nắm bắt những cái khó khăn vướng mắc của các dự án có thể đưa vào hoạt động trong năm 2022 để cùng phối hợp với các ngành tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tháo gỡ các cái khó khăn về mặt thủ tục pháp lý cũng như các cái công tác chuẩn bị để đưa dự án vào hoạt động sớm nhất có thể, hỗ trợ các cái doanh nghiệp đang còn dư địa về sản xuất vì là tìm kiếm những cái nguồn nguyên liệu đầu vào để thay thế nguồn nguyên liệu nhập khẩu cũng như hoặc là những cái nguồn nguyên liệu thay thế trong nước để mà đảm bảo duy trì hoạt động. Bên cạnh những lĩnh vực tăng trưởng ổn định thì một số sản phẩm từng là thế mạnh của tỉnh có dấu hiệu sụt giảm như linh kiện điện tử, bột đá các loại, phân bón, thức ăn gia súc. Trong khi theo dự báo nền kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức do những biến động mạnh của thị trường thế giới, nguồn cung đứt gãy, lạm phát tăng cao, sức mua giảm. Điều này đòi hỏi sự nỗ lực vượt khó, linh hoạt, ứng phó với mọi biến động thị trường của các doanh nghiệp trong giai đoạn nước rút để hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh của cả năm.